Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 2 năm 2015. Phần đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Lễ vinh danh và đón nhận bằng của UNESCO công nhận dân ca ví dặm nghệ tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hội nghị tổng kết 15 năm tăng cường cán bộ bộ đội biên phòng cho các xã biên giới 1999-2014. Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vầng trời đông anh hồng tươi sáng bừng lên, đàn bồ câu chẳng bay về trong nắng mới. Đàn chim dân xiết tay nhau đứng quanh đàn la vàng Việt Nam, ôn kết toàn không đau về thương. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, Nghệ An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ vinh danh và đón nhận bằng của UNESCO công nhận dân ca ví dặm nghệ tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dự. Dân ca ví dặm nghệ tĩnh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại trong phiên họp ngày 27 tháng 11 năm 2014. Đây là sự khẳng định của cộng đồng quốc tế đối với loại hình nghệ thuật dân gian đặc biệt này. Phát biểu tại lễ vinh danh, bà Catherine Miller-Marin, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội khẳng định, UNESCO mong muốn chính quyền và người dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có những biện pháp để phát huy giá trị của dân ca ví dặm xứ Nghệ, thực hiện những nội dung trong chương trình hành động quốc gia đã được xây dựng để di sản phát triển hơn nữa. Theo mặt chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ lòng biết ơn nhân dân hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã sáng tác ra dân ca ví dặm, trân trọng cảm ơn UNESCO và các tổ chức quốc tế đã ủng hộ để dân ca ví dặm trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều ngày 31 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác của Trung ương đã về khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, dân qua dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 31 tháng 1 tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng cho các xã biên giới 1999-2014. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự hội nghị và phát biểu chỉ đạo. Trong 15 năm qua, hàng trăm lượt cán bộ được lựa chọn tăng cường cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn, xóa được 572 thôn bản trắng đảng viên, phát triển được hơn 17.000 đảng viên, lựa chọn bồi dưỡng được 2.900 lượt cán bộ cấp xã thôn, vận động xây dựng được hơn 6.000 căn nhà, 272 công trình dân sinh trị giá gần 300 tỷ đồng, góp phần thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Biểu dương những kết quả đạt được sau 15 năm tăng cường cán bộ cho các xã biên giới của Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng vũ trang cần phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cơ bản lâu dài vừa cấp bách. Chủ tịch căn dặn các cán bộ tăng cường cần nâng cao phẩm chất, năng lực công tác là chỗ dựa cho cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương vùng biên giới hải đảo, góp phần xây dựng địa bàn biên giới hải đảo ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Tuần lễ phim kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Ất Mùi 2015 diễn ra từ nay đến ngày 5 tháng 2 năm 2015 trên phạm vi cả nước. Bộ phim lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tên Thầu Chín ở Sim mở màn cho tuần phim. Chương trình do Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các hãng phim truyện trên cả nước tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường dân tộc, khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ phim lịch sử mới nhất về lãnh tụ Hồ Chí Minh mang tên Thầu Chín ở Sim đã được khởi chiếu mở màn cho chuỗi các hoạt động trong tuần phim. Phim kể về thời kỳ hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1928-1929 ở Thái Lan, xây dựng cơ sở cách mạng, chuẩn bị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930.
Ngoài ra, các bộ phim lịch sử cách mạng khác cũng sẽ được trình chiếu như Người tình nguyện, Những người cộng sản, v.v. Tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị với chủ đề Truyền thông và phát triển. Dự hội nghị gần 400 đại biểu đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trong cả nước. Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ 10 vừa qua của Đảng, đánh dấu một bước thúc đẩy việc xây dựng đội ngũ báo chí theo hướng tạo điều kiện cho báo chí phát triển, đa dạng loại hình, nội dung, hình thức, đội ngũ cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra các biện pháp quy hoạch báo chí, làm rõ vai trò của truyền thông trong xây dựng thương hiệu địa phương và thương hiệu quốc gia, xây dựng đạo đức và tính chuyên nghiệp của báo chí và xu hướng truyền thông mới và sự ổn định của báo chí truyền thông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Trung tâm UNESCO Văn hóa Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì an toàn giao thông cùng cam kết xây dựng một Việt Nam tốt đẹp hơn. 4.000 người là học sinh sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn đã tham gia đi bộ. Chương trình đồng hành vì an toàn giao thông là một hoạt động của dự án Comic Việt Nam do Trung tâm Văn hóa Giáo dục và Đào tạo UNESCO tổ chức, hướng đến cộng đồng người Việt Nam thông qua các chủ đề về văn hóa xã hội, với mục đích lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông, từ thay đổi nhận thức đến thay đổi hành vi, và cuối cùng là hình thành thói quen ứng xử khi tham gia giao thông. Chương trình cũng kêu gọi mọi người thực hiện các nội dung an toàn giao thông như cam kết không vượt đèn đỏ, không chạy xe trên vỉa hè, không đi sai làn đường, không đi ngược chiều, không bấm còi xe liên tục, không chen lấn khi ùn tắc giao thông và không lái xe sau khi uống rượu bia. Liên tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu tháng 1 năm nay ước đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó thì khu vực kinh tế trong nước đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô đạt 8,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Theo Bộ Công Thương, năm 2015 đạt chỉ tiêu nhập siêu khoảng 5% so với kim ngạch xuất khẩu, tương đương từ 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ. Bởi năm 2015, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng tốt hơn và triển vọng thu hút đầu tư từ các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, năm 2015, một số nhà máy nhiệt điện chạy than sẽ đi vào hoạt động, nhu cầu than tăng lên dẫn đến phải nhập khẩu mặt hàng này. Thêm nữa, với mục tiêu đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, Việt Nam có thể chuyển hướng nhập khẩu sang các khu vực thị trường mới với chất lượng tốt, giá cao hơn. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là một vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Đáp ứng được mong đợi đó của nhân dân, các bộ ngành, các cấp chính quyền đã có nhiều nỗ lực. Riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định năm 2015 là năm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nông nghiệp và đang gấp rút chuẩn bị để ngày 5 tháng 2 tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai kế hoạch hành động thực hiện chủ trương này. Trong kế hoạch năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra nhiều giải pháp nhưng tập trung vào 5 nhóm: tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là bà con nông dân sử dụng đúng các loại vật tư nông nghiệp, thuốc trừ sâu, kháng sinh và không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trong nuôi trồng thủy sản. Hoàn thiện hành lang pháp lý và tổ chức thực thi nghiêm túc các quy định luật pháp, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức hướng dẫn bà con nông dân áp dụng các quy trình sản xuất, làm ra các nông sản an toàn hơn và đặc biệt hình thành các chuỗi sản xuất để có thể giám sát từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, tăng cường hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát. Trang tin giá gạo toàn cầu Oriza cho biết, chốt tuần này giá gạo xuất khẩu của nhiều quốc gia trung bình khoảng 422 đô la Mỹ một tấn, giảm 3 đô la Mỹ một tấn so với tuần trước và giảm 9 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước, giảm 42 đô la Mỹ một tấn so với năm trước. Đối với Việt Nam, chốt phiên tuần ngày 30 tháng 1, giá gạo 5% tấm xuất khẩu ở giá 360 đô la Mỹ một tấn, giảm 10 đô la Mỹ một tấn so với tuần trước, giảm 25 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước và giảm 45 đô la Mỹ một tấn so với năm trước. Riêng từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 1 năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 65.780 tấn gạo, khoảng 79% so với cả tháng 1 năm 2014 và giảm 86% so với tháng trước.
Trong khi đó, gạo cùng loại của Thái Lan có giá 405 đô la Mỹ một tấn, không giảm so với tuần trước, nhưng có giảm 5 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước và giảm 35 đô la Mỹ một tấn so với năm trước. Năm 2014 là năm sản lượng rau màu ở Vĩnh Long tăng cao nhất từ trước đến nay, đạt gần 1 triệu tấn, tăng gần 73.000 tấn so với năm 2013. Việc giảm dần diện tích sản xuất lúa hiệu quả không cao, nhất là ở vụ thu đông để chuyển sang trồng màu có giá trị kinh tế cao hơn, đang là hướng đi đúng với chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp giúp nông dân tăng thu nhập. Vụ màu đông xuân năm nay, toàn tỉnh xuống giống hơn 12.000 hectare màu các loại, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nhiều nhất là diện tích trồng khoai lang gần 5.000 hectare. Nhìn chung, giá các loại rau màu tương đối ổn định. Riêng giá khoai lang tím Nhật đang tăng lên 800.000 đồng một tạ, tăng hơn 6% so với tháng trước. Năm nay, Vĩnh Long phấn đấu đạt giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 2%, trong đó tiếp tục đẩy mạnh đưa cây màu xuống ruộng ở những vùng đất sản xuất lúa hiệu quả không cao để cải thiện thu nhập cho bà con nông dân với khoảng 52.000 hectare. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời tiết trong tháng 1 diễn biến phức tạp, không khí lạnh liên tục tràn về theo hướng từ biển vào, nên nhiệt độ các vùng muối cả nước xuống thấp, sương mù nhiều nên lượng muối sản xuất ra không nhiều. Tuy nhiên, tình hình cung cầu muối vẫn ổn định, giá muối trên cả nước vẫn giữ ở mức hợp lý. Cụ thể, diện tích sản xuất muối cả nước ước đạt 14.814 ha, tăng 625 ha so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng muối đạt khoảng 12.688 tấn, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2014. Lượng muối tồn trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất khoảng 131.454 tấn. Còn giá muối ổn định và giữ ở mức hợp lý, giao động từ 600 đến 2.500 đồng một ký tùy vùng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 194 phê duyệt đề án xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đề án phát triển hệ thống sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long ở cấp quốc gia gồm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch di sản văn hóa. Ở cấp vùng gồm nghỉ dưỡng biển Phú Quốc, tham quan cảnh quan Hà Tiên, trải nghiệm cảnh quan sông Vàm Cỏ gắn với các điểm du lịch cuối tuần và vui chơi giải trí. Để triển khai thực hiện đề án, các địa phương trong vùng cần liên kết để phát triển sản phẩm đặc thù vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở trách nhiệm của từng địa phương. Bên cạnh đó, hiện các nhiệm vụ như xây dựng thương hiệu và xúc tiến quảng bá điểm đến, đặc biệt là xây dựng bộ tiêu chí nhãn sản phẩm du lịch đặc thù đồng bằng sông Cửu Long. Thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 2008-2014 của Vĩnh Long, hiện nay toàn chương trình đã khởi công 18 trên 18 dự án. Trong đó, có 12 cụm tuyến dân cư, 6 bờ bao đã hoàn thành tôn nền, hoàn thành xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, 12 cụm tuyến dân cư đạt 100% kế hoạch, đồng thời đã lắp 5 bờ bao đạt 83% kế hoạch. Bên cạnh, nhân dân đã xây dựng 1.843 trên 2.350 căn nhà, đạt 78% kế hoạch chương trình. Theo Sở Xây dựng Vĩnh Long, chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 hoàn thành về cơ bản đã góp phần tạo chỗ ở mới cho các hộ dân bị ngập lũ, bị sạt lở có cuộc sống an toàn và ổn định để phát triển kinh tế gia đình. Mở đầu một điểm báo sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin được đăng tải trên báo Thanh Niên. Báo Thanh Niên số cuối tuần hôm nay in màu với các thông tin đáng chú ý sau đây. Chống tham nhũng phải bắt đầu từ nội bộ đảng. Nửa đêm mua vé xe Tết, chọn ngành phù hợp với nhu cầu. U23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games, thành tích trước mắt hay chiến lược lâu dài? Tiếp tục loạt bài với chủ đề kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trang 4 của báo Thanh Niên có bài chống tham nhũng phải bắt đầu từ nội bộ đảng. Bài báo nêu ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Theo Phó Giáo sư, chống tham nhũng đầu tiên phải từ nội bộ đảng. Thực tế là có một bộ phận đảng viên đang giàu lên nhanh chóng, nhưng người dân đều biết ai làm giàu chân chính, ai giàu do tham nhũng. Trong cuộc chiến này, nếu chúng ta tiếp tục phát huy được, niềm tin của nhân dân đối với đảng sẽ ngày càng cao hơn.
Cứ mỗi dịp sắp đến Tết là những người làm ăn xa quê lại vất vả với chuyện mua vé quê, xe để về quê ăn Tết. Phản ánh vấn đề này, trang 3 của báo Thanh Niên có bài viết Nửa đêm mua vé xe về Tết. Bài báo cho biết sáng hôm qua, cả ngàn người chờ hàng chục tiếng đồng hồ ở bến xe miền Đông mua vé xe về Tết, nhưng hầu như về tay không. Các hãng xe lớn có thương hiệu được hành khách ưa chuộng đổ dồn về mua, gây nên tình trạng cháy vé, trong khi những hãng khác vé còn rất nhiều. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc. Cũng liên quan đến chủ đề dịp Tết, trang 7 của báo Thanh Niên giới thiệu dịch vụ gửi nhà ngày Tết. Năm nay nghỉ Tết dài ngày, vì vậy kế hoạch về quê hay đi du lịch của nhiều gia đình cũng kéo dài hơn so với mọi năm. Để yên tâm chơi Tết, nhiều người đang hối hả chọn mặt gửi nhà. Dịch vụ giữ nhà ra đời từ năm 2011, và hiện nay có nhiều mức giá khác nhau để khách hàng lựa chọn, tùy thuộc vào số người bảo vệ và thời gian thuê dịch vụ. Cũng dịp Tết về, nhiều dịch vụ khác cũng diễn ra rất sôi động tại các thành phố lớn như dịch vụ giúp việc ngày Tết, dọn dẹp ngày Tết. Năm nay là năm diễn ra SEA Games 28 do Singapore đăng cai vào tháng 6 năm 2015. Và ngay từ bây giờ, thể thao Việt Nam đã có những bước chuẩn bị cho các đội tuyển và môn bóng đá nam vẫn thu hút sự chú ý nhiều nhất. Báo Thanh Niên thông tin trên trang 20, trong khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam tuyên bố với báo chí sẽ cử các cầu thủ U19 Việt Nam tham dự, không cần thành tích trước mắt mà nhằm chuẩn bị cho tương lai, thì Tổng cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam yêu cầu đội U23 Việt Nam phải lọt vào chung kết tại Singapore. Bài báo đặt câu hỏi cho mục tiêu của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 28, thành tích trước mắt hay chiến lược lâu dài? Báo Tuổi Trẻ sáng nay có nhiều thông tin nổi bật ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội như: gương mẫu để lấy lại niềm tin, dựa vào dân thì không sợ gì cả, đào lại dòng kênh vụ lùm xùm của Taekwondo Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển tiền vào tài khoản huấn luyện viên, cần nhắc kỹ để trúng tuyển ngày đợt 1, tiến sĩ cua đá, tỏi Lý Sơn mực Hoàng Sa vào gói quà Tết, trò lừa trúng thưởng trên Zalo, thêm nhiều khách hàng là nạn nhân, làng ung thư khát nước sạch. Tiến tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2, trên trang 12 và 13 của báo Tuổi Trẻ phát hành sáng nay đăng bài viết Dựa vào dân thì không sợ gì cả, nội dung bài báo cho biết. Những câu chuyện nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3 tháng 2 năm nay không hẹn mà gặp, các đảng viên lão thành đều nhắc đến lòng dân. Chỉ có hình thành từ lòng dân, những chủ trương chính sách mới đi vào cuộc sống, mới trở thành sức mạnh để phát triển. Còn ở thời sự, trang 5 của báo Tuổi Trẻ có bài viết Đào lại dòng kênh, nội dung của bài báo phản ánh. Một đoạn kênh Hàng Bàng, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị lắp đặt cống hộp trước đây sẽ được trả lại nguyên trạng. Dự án cải tạo khôi phục kênh Hàng Bàng không chỉ mục đích tăng khả năng thoát nước mà còn tăng khả năng tích trữ nước, điều hòa môi trường. Cũng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay còn đăng tải bài viết Làng ung thư khát nước sạch, nội dung bài báo cho biết. Theo dự án điều tra tìm kiếm nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ cấp nước sinh hoạt cho một số làng ung thư của Việt Nam, các nguồn nước ăn uống sinh hoạt tại 37 làng ung thư đều ô nhiễm nặng. Dự án này do Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện và đã kết thúc giai đoạn 1, đang chờ cấp trên xem xét giai đoạn 2. Báo Vĩnh Long phát hành sáng nay có nhiều thông tin đáng chú ý như: tiếp tục phong tặng, truy tặng danh hiệu dinh dự nhà nước đối với 219 bà mẹ Việt Nam anh hùng, quê hương Vĩnh Long mãi tự hào về mẹ, chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, tự hào ngôi trường mang tên Nguyễn Thông, người giữ lửa cho phong trào đờn ca tài tử ở Thành Đức, những bước chân âm thầm, những dần thơ dân đảng. Với tiêu đề quê hương Vĩnh Long mãi tự hào về mẹ, bài viết của tác giả Ngọc Trảng đăng trên trang 5 của báo Vĩnh Long hôm nay đã khắc ghi sự đóng góp vô cùng to lớn của những bà mẹ Việt Nam anh hùng cho đất nước. Cùng với cả nước, hơn 16.000 người con của quê hương Vĩnh Long đã ngã xuống trên các chiến trường, vĩnh viễn nằm lại trên các miền đất của Tổ quốc. Hàng vạn người đã suốt đời mang theo thương tật của chiến tranh.
Đặc biệt, tỉnh có 2.542 mẹ Việt Nam anh hùng. Những bà mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ đóng góp tâm sức, xương máu bản thân cho cách mạng, mà còn sinh thành, nuôi dưỡng và cống hiến cho đất nước những người con ưu tú. Những hy sinh thầm lặng mà vô cùng to lớn của các mẹ đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của lịch sử dân tộc. Và chính mẹ là niềm yêu kính tự hào của lớp người mai sau. Những dần thơ dân đảng là tiêu đề bài viết được đăng trên trang 8 của báo Vĩnh Long hôm nay cho biết. Đề tài vì đảng, Bác Hồ, tổ quốc, quê hương luôn luôn được các nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên quan tâm tới. Đó là mối quan hệ hữu cơ như một cơ thể không thể tách rời. Từ khi có đảng, có bác, chúng ta mới được như ngày hôm nay. Nghĩa đảng, ơn bác, tình dân được thể hiện rất sâu đậm trong thơ ca, nhất là thơ ca ngợi đảng. Cũng trên báo Vĩnh Long hôm nay, ở trang văn nghệ có bài viết Người giữ lửa cho phong trào đờn ca tài tử ở Thanh Đức. Nội dung bài báo cho biết. Xuân về, Tết đến, đây chính là dịp để các tài tử gặp gỡ giao lưu, chúc mừng năm mới. Sự hội ngộ giữa tài tử đờn, tài tử ca như đã thành thông lệ. Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành, quý mến vì yêu thích đờn ca. Báo Cần Thơ phát hành sáng nay có các thông tin nổi bật sau. Biếm họa từ báo chí, tấn công qua mạng xã hội. Cuộc chiến Đông Dương 60 năm nhìn lại, trong bản mà chơi ở chốn phây, Quảng Nam đã xét duyệt 57 tàu mới cho người dân. Đại học Hoa Sen khẳng định không gì lợi nhuận. Xuân yêu thương cùng chiến sĩ nhà giàn và nhiều thông tin nổi bật khác. Biếm họa từ báo chí tấn công qua mạng xã hội là tiêu đề bài viết đăng trên trang 2 báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết. Nghệ thuật vẽ tranh biếm họa có thể khiến người xem giật bắn người. Bởi lẽ qua từng bức tranh biếm họa về chính trị, văn hóa, xã hội, tình cảm, con người, các nghệ sĩ có thể thổi các thông điệp từ ngọt ngào đến chua cay đi vào lòng khán giả một cách tự nhiên đến bất ngờ. Ngày nay các họa sĩ biếm họa ngày càng có môi trường để biểu đạt chính kiến của mình. Vấn đề lớn nhất của biếm họa là luôn luôn có chính kiến. Báo Cần Thơ phát hành sáng nay có nhiều thông tin nổi bật như tăng cường quản lý, kiểm tra, đảm bảo tốt hoạt động vận tải trong dịp Tết Nguyên Đán, cần điểm tựa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiêm cấm sử dụng biện pháp che giấu nợ xấu. Đề cập đến vấn đề đảm bảo nhu cầu phục vụ và an toàn cho người dân đi lại trong các ngày Tết, báo Cần Thơ hôm nay đề cập. Tết Nguyên Đán năm 2015, cán bộ công chức, viên chức sẽ có thời gian nghỉ Tết là 9 ngày. Theo dự báo của Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, tình hình đi lại trong đợt phục vụ Tết Ất Mùi trong ngày cao điểm có thể đạt trên 25.000 lượt người một ngày. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận tải hành khách Tết Ất Mùi năm 2015 và triển khai kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp Tết lễ hội xuân năm 2015. Thông tin chi tiết mời quý vị tìm đọc trên trang 10 của báo. Cũng trên báo Cần Thơ sáng nay thông tin, trên trang 12 có bài viết cần điểm tựa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung bài viết thông tin. Đến nay, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ vẫn chưa phát chứng thư bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nào trên địa bàn, dù được ra đời từ tháng 8 năm 2014. Theo lãnh đạo của Quỹ Bảo lãnh tín dụng thành phố, trong quá trình hoạt động có quá nhiều điểm vướng cần phải tháo gỡ để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đang cần điểm tựa để vượt qua khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh. Những thông tin đáng chú ý trên báo Người Lao Động số phát hành sáng nay sẽ khép lại phần điểm báo. Báo Người Lao Động số cuối tuần in màu trang bìa và trang cuối với các bài viết nổi bật như sau. Hòa hợp dân tộc để phát triển, bất an với thực phẩm bẩn, do dịch bệnh bùng phát, thưởng Tết là đạo lý, làm du lịch kiểu ngược đời, lạnh gáy với lễ hội, đêm nay trao giải mai vàng, không ít điều bất ngờ. Mời quý vị và các bạn tìm đọc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin trên các báo phát hành sáng nay. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trong ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, chịu sự khống chế của không khí lạnh, hôm nay hầu hết khu vực Bắc Bộ được dự báo là trời sẽ tiếp tục rét. Trong khi đó thì Nam Bộ ngược lại, các tỉnh miền Tây được dự báo sẽ duy trì nắng ấm, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Chỉ có miền Đông là nền nhiệt có nhiều biến động, nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau từ 10 cho đến 15 độ, đêm về sáng vẫn còn se lạnh, đến trưa nóng dần lên. Khu vực phía Bắc như là Đồng Xoài, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Thời tiết các tỉnh Nam Bộ được dự báo như sau.
Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho được dự báo là ban ngày quang mây nắng đều, nhưng do địa hình khác nhau nên nhiệt độ các nơi có sự khác biệt. Nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động từ 30 cho đến 33 độ, còn ban đêm thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ. Tại Cần Thơ và Rạch Giá hôm nay thời tiết khá ổn định, ban ngày trời ít mây nắng nhẹ trải đều các nơi, nhiệt độ ngày và đêm hầu như không thay đổi và dao động trong khoảng từ 23 cho đến 30 độ. Tại Cà Mau ngày nắng, về chiều nhiều mây nhưng phổ biến còn có mưa, nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 30 độ. Còn tại Phú Quốc thì quang mây hơn nên nhiệt độ cao nhất trưa nay sắp xỉ là 31 độ, còn ban đêm là 23 độ. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận, có biên độ nhiệt ngày và đêm chênh nhau từ 8 cho đến 9 độ. Ban ngày nắng dịu, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 31 độ, về đêm ấm hơn với nhiệt độ thấp nhất là 22 độ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.